như Harry không phải là gặp chân thần thì Harry rất là muốn làm độc thân. Ngọc có thích ca sĩ không? Harry phải nói câu này. Bây giờ xu hướng là con gái độc thân rất là nhiều. Đúng. Rất nhiều. Nhưng mà rất là hồi xưa nhá, giống như hồi xưa đi, mà bây giờ mà độc thân thì người ta gọi là ế. Còn bây giờ độc thân. Chị em mua canh mà chị nói cái từ ế rồi mặt ế. Ôi vô mặt em kỳ quá chị. Thì thời xưa quá. Chạy lòng rồi. Chạy lòng nhá. Mình trải lòng nhiệt tình quá. Thời xưa là đó là ế. Còn bây giờ độc thân đó là tự do. Và đó là chủ động. Tôi muốn độc thân. Vậy là độc thân nhưng không có ế, ế là bị không ai yêu. Đúng rồi. Chứ phụ nữ mà làm sao mà không ai yêu. Làm sao mà không ai yêu, bạn mình dễ tính muốn chết. Em dễ lắm hả? Em dễ lắm, ai cũng được. Ai cũng được hả? Em thì là vậy nè, bây giờ ba cô gái ai cũng xinh đẹp như vậy và ai cũng dễ dãi như vậy mà tại sao lại là độc thân được? Thì lo lắm cũng có thể ế thật và giả vờ bị ế. Giả vờ bị ế. Giờ hỏi hai người có kinh nghiệm đi. Coi làm sao để biết được là mình khó tính hay là mình dễ tính. Dạ đúng. Test thật nhanh, trả lời 10 câu hỏi thật nhanh sẽ biết ngay cô nào là ế thật. Đấy chưa, các bạn đồng tình. Bây giờ bắt đầu nhá. Các bạn cũng tự kiểm tra mình xem nhá. Ai trước chị ơi? Ai trước chị? Chị Ngân. Dạ. Nếu mà em trả lời được 10 câu đó thì em có được có người yêu liền không chị? Còn tùy trong 10 câu đó thì cái thật của em nó thế nào ấy. Một là sẽ có vô vàn người đứng trước cửa, mà hai là... đi luôn. Chống giận. Đi luôn. Thôi bây giờ thì mình hỏi luôn đi chị. Em có thích đàn ông có dâu không? Dạ không, nhột lắm chị ơi. Em thích được đàn ông ôm sau lưng không? Em vừa thích ôm sau lưng mà vừa thích ôm trước mặt nữa. Trời ơi, thật lắm. Em có thích đàn ông ăn to nói lớn như kiểu mà ăn được cái chà chà chà, có thích không? Em thì ăn sao cũng được, miễn sao nói chuyện hài hước là được. Thế còn đàn ông hút thuốc lá thì thế nào? Em bị viêm mũi dị ứng á nên em sợ mùi thuốc lá lắm. Thế còn đàn ông gia trưởng thì sao? Cái này là em nghĩ là không ai thích đâu. Em nghĩ cái gì khi mà đàn ông mua sắm ấy cứ trả giá từng đồng một? Cái này thì em không ý kiến, nhưng mà tại vì em chưa từng thấy. Em có thích hẹn hò với đồng nghiệp của mình không? Em nghĩ là ủa sao mọi người thôi vậy? Em nghĩ là tùy duyên thôi. Nếu mà duyên tới thì đồng nghiệp thì cũng được ạ. Em có thích đàn ông mà không biết sửa bóng đèn không? Dạ, ảnh có thể không sửa bóng đèn được nhưng mà ảnh có thể sửa được những thứ khác, em vẫn thích. Sinh nhật em thì nếu như người ta không tặng quà mà tặng tiền thì sao? Em thì thích tặng quà hơn, tại điều đó thể hiện là người ta tìm hiểu về cái sở thích của em. Rồi dạ, xong. Người ta quan tâm đến cảm xúc của em. Ê, thật ra thì nghe những cái đáp án của em á thì cũng không biết tại sao lại là đúng em rồi, lại độc thân như vậy. Em thấy em dễ mà, em dễ. Không có khó tính đâu. Quá dễ luôn. Cái gì mà không trả lời được thì người ta hay đổ lỗi cho số này, cho ông trời này. Em nghĩ em biết rồi, chắc tại em không có thời gian. Đúng, dạo này công việc nhiều quá mà. Em đi làm nhiều quá mà em không có thời gian, mặc dù em rất có thời gian dành cho người yêu, nhắn tin qua lại, nhưng mà nhiều khi quay cả ngày á, em bỏ người ta mấy tiếng đồng hồ không trả lời tin nhắn á, nhiều khi người ta cũng buồn. Vậy là cố tình nghĩa nha. Thôi và bây giờ thì tiếp theo sẽ là ai đây? Đó là Khương Giang. Oh yeah. Thôi mình sẽ cố gắng nha. Rồi, đàn ông ăn mặc xuề xòa, Giang có thích không? Xuề xòa cũng được nhưng mà đừng có xấu và mất lịch sự thôi. Đi ăn cùng mình mà vẫn nhìn cô gái khác, Giang nghĩ gì? Nên là em rất ghét, tại vì người đàn ông nên kiểm soát được cả ánh mắt của mình. Giang có thích đàn ông thấp hơn mình không? Thấp hơn cũng được nhưng mà phải cao hơn em ở cái đầu. Ôi, thích câu hỏi. Anh ấy có thể đứng chép một đống tiền và trở nên cao hơn em, ok. Đàn ông nghe lời mẹ hơn người yêu, thích hay không thích? Tự nhiên biểu cảm và đoán. Đàn ông kiểm soát thời gian của người yêu, Giang có thích không? Một chút thì rất là dễ chịu, còn nếu mà thờ quá thì cũng không thích lắm. Đàn ông không biết ghen thì sao? Đàn ông không biết ghen hơi chán. Không biết hơi chán thôi, nhưng mà thực ra cũng không sao vì nhiều khi mình rất là bận, không ghen cũng được. Giang có thích đàn ông yếu đuối không? Tùy hoàn cảnh, có những lúc thì nên yếu đuối mạnh mẽ quá cũng chán luôn. Giang nghĩ gì về đàn ông nói nhiều? Đàn ông... Trời, đó phải cho chị mới đúng. Vấn đề là nói nhiều nhưng mà nói duyên. Đúng. Nhưng mà nếu nói không duyên thì chỉ hai ta biết thôi.
đàn ông không mở cửa xe hơi cho bạn gái thì sao? Cũng không sao đâu. Tại vì ví dụ như tính em nó rất là gấp. Em đáp xuống là em muốn bung cái xe em bước xuống liền. Đàn ông từng có một đời vợ và có con riêng, Giang có cho cơ hội không? Tôi rất hợp với em luôn. Em rất thích tại vì người ta có kinh nghiệm trong hôn nhân, cái khả năng tan vỡ tiếp theo nó sẽ nhỏ hơn. Wow. Và họ đã có con rồi thì cái áp lực đẻ con của mình nó không còn. Em cảm thấy rất là happy, thoải mái với chuyện đó. Hay quá Giang ơi. Thì Lan Ngọc cũng là một trong những cái người phụ nữ mà rất là hiện đại. Thì bây giờ mình cũng phải test Lan Ngọc luôn chứ. Đúng rồi. Dạ. Ngọc nhanh trả lời nhanh đó. Dạ. Ngọc có thích đàn ông đa tình không? Không nha, cái đó cần phải tiêu diệt. Đàn ông mượn tiền người yêu thích hay không thích? Nói chung là cũng tùy trường hợp đi, cũng có những cái nhu cầu người ta phải cấp thiết lắm nên ta mới mượn. Vậy rồi mình vẫn cho, dạ đúng. Đàn ông mặc một bộ đồ suốt một tuần thích không? Không nha, không được nha. Ngọc nghĩ gì về một người đàn ông nấu ăn dở? Vì Ngọc là một người rất là mê được người khác nấu ăn cho, nên chắc chắn là người yêu mình phải biết nấu ăn, tập nấu ăn. Vậy là khó tính rồi nha. À đúng rồi. Đàn ông cứ say là ôm người lạ. Hả? Thích hay không? Không được, xỉn lên mà ôm bậy bạ là không được rồi đó. À cũng được, quan trọng là anh ấy phải khỏe là được rồi. Đàn ông hay nói dối thì như thế nào? Không hề thích một tí nào hết. Ngọc nghĩ gì khi gặp một người đàn ông dễ khóc? Cũng coi như lúc đầu là tình cảm đi, nhưng mà nếu mà khóc nhiều quá dỗ mệt quá đúng không? Dỗ mệt lắm. Đàn ông không công khai người yêu với bạn bè thích hay không? Không thích. Chưa yêu thật lòng là mới làm. À câu 10, Ngọc có thích ca sĩ không? Có chứ. Hết rồi đó. Trông là biết rồi đấy. Em thấy câu hỏi đơn giản đúng không chị? Quá đơn giản. Đơn giản mà cái câu thích ca sĩ từ từng cứng muốn ngắn luôn. Ủa thì tại vì thích làm ca sĩ mà. Nhưng mà tóm lại là chị thấy mấy chị em mình cũng là cái tiêu chí vừa phải thôi đúng không? Dạ, đúng dễ rồi, tính không ai khó tính quá. Vậy thì mình có thể thấy rằng là chúng ta có rất nhiều lý do cho sự độc thân đúng không? Nhưng mà nếu như có những cái người hỏi như vậy thì sẽ không công bằng với những cái người phụ nữ. Họ vẫn có gia đình, ví dụ chị Harry. Họ vẫn có gia đình và họ vẫn có thể độc lập tài chính, khi vợ vẫn có chồng, vẫn có thể đi du lịch cùng với chồng, vẫn hạnh phúc. Vậy thì người ta sẽ nói rằng là ủa tại sao đâu nhất thiết cứ phải độc thân thì mới có thời gian để đi du lịch, để đi chơi với bạn đâu. Thực sự mà nói nha, nếu như Harry không phải là gặp Trấn Thành thì Harry rất là muốn làm độc thân. Thực sự mà nói thì Harry thì cảm thấy là mình may mắn là mình gặp đúng người, cho nên mình lập gia đình xong và cũng đi làm việc là cũng không ai kiểm soát ai hết, giống như độc thân như vậy. Nhưng mà có cảm giác là có bạn đời đi kế bên kiểu như vậy thôi. Gia đình chị là một trong những cái gia đình mà truyền cảm hứng được rất nhiều cho những giới trẻ ngày nay. Và ngay cả bản thân em cũng vậy nữa, là tại sao khi mà hỏi là bây giờ muốn làm nhiều hơn hay là muốn có gia đình nhiều hơn thì chắc chắn là tụi em lựa chọn là làm việc. Đúng rồi.